Xin chào tất cả mọi người, lại quay trở lại với cả OT Report. Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dự án Phantom, một trong những cái blockchain layer 1 nền tảng và bao trùm lên nó là một cái hệ sinh thái cực kỳ lớn, và trong thời gian vừa rồi thì nó cũng đã có cái sự tăng trưởng rất là mạnh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Phantom thời điểm hiện tại nó có cái sự nổi bật gì hơn so với các hệ sinh thái khác, và đặc biệt là trong thời gian tới thì liệu hệ sinh thái Phantom có còn là một cái mảnh đất để chúng ta có thể xuống tiền đầu tư nữa hay không, trong cái bối cảnh mà một trong những cái developer nổi tiếng nhất ở thị trường DeFi đó là Andre Conze thì họ đã rời bỏ cái hệ sinh thái Phantom này. Do đó mọi người đừng bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào trong video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái dự án này. Phantom hay có cái token là FTM thì là một cái nền tảng layer 1 và có thể mở rộng và an toàn, được xây dựng ở trên cái giao thức đồng thuận ABFT với cái tính năng là permissionless, phi tập trung và mã nguồn mở. Nhờ có Lachesis, một cái cơ chế đồng thuận ABFT thì cho phép Phantom nhanh hơn và với cái chi phí thấp hơn nhiều so với các cái công nghệ ở trước đó, nhưng vẫn cực kỳ là an toàn. Tầm nhìn của Phantom là cung cấp cái khả năng tương thích tất cả các cái cơ quan giao dịch ở trên toàn thế giới bằng cách là sử dụng cái công nghệ DAG nhanh chóng và có thể được triển khai trên quy mô thế giới thực, và đã tạo ra được những cái cơ sở hạ tầng mới với cái độ tin cậy cao để cho phép giao dịch thời gian thực và chia sẻ dữ liệu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một số những cái ưu điểm của Phantom. Đầu tiên sẽ phải nói đến đó chính là cái khả năng mở rộng của hệ sinh thái này. Mỗi mạng được xây dựng ở trên Phantom là độc lập với nhau, hiệu suất và cái sự ổn định của chúng thì không bị ảnh hưởng bởi cái giao thông hoặc là tắc nghẽn. Phantom thì đã giải quyết được cái vấn đề khả năng mở rộng bằng cách là cung cấp cho mỗi cái ứng dụng blockchain của riêng nó, tương tự như cái việc là chạy mỗi ứng dụng ở trên các máy tính khác nhau thuộc cùng một mạng. Yếu tố thứ hai phải nói đến đó chính là cái tính bảo mật. Phantom thì được bảo mật bằng cái cơ chế là Proof of Stake. Nó không giống như là Proof of Work đang được sử dụng bởi Bitcoin hay là Ethereum, thì Proof of Stake nó sẽ ngăn chặn cái sự tập trung và tiết kiệm điện hơn. Lachesis cũng có thể cung cấp cái bảo mật tổ chức cho những cái mạng phân tán, và Phantom thì cung cấp cái tính cuối cùng tuyệt đối, có nghĩa là các cái giao dịch thì không bao giờ có thể được hoàn lại như là trong các cái mạng có tính cuối cùng theo cái xác suất. Cái cơ chế đồng thuận ấy thì cũng có cái mở rộng quy mô đến hàng trăm nốt và tăng cái khả năng phân quyền, và do đó thì duy trì cái tính bảo mật tốt hơn. Cuối cùng sẽ phải nhắc đến đó chính là cái đặc tính mở của Phantom. Phantom là một cái mạng lưới mã nguồn mở với cái tính chất là không cần được cấp phép. Bất kỳ ai thì cũng có thể trở thành validator node ở trên chuỗi Opera của Phantom. Số lượng thì hầu như là không giới hạn các node xác thực có thể tham gia vào việc bảo mật mạng lưới, với cái điều kiện là phải stake tối thiểu là 3.175.000 FTM vào mạng lưới. Và nếu sở hữu cái số lượng Phantom token thấp ấy, hoặc là không phải là một cái chuyên gia ở trong cái việc là chạy cái hệ thống phân tán, thì người dùng thì vẫn có thể là tham gia vào cái việc bảo mật mạng lưới. Người dùng thì có thể ủy quyền tối thiểu là 1 FTM cho một cái node để có thể xác thực và nhận được cái phần thưởng. Thì đó là toàn bộ cái ưu điểm của Phantom. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang cái thành phần ở trong blockchain của Phantom. Phantom thì có 3 thành phần chính, bao gồm là Application Layer này, Opera Wear Layer và Opera Code Layer. Đầu tiên sẽ phải nhắc đến đó là cái chuỗi Opera, cái xử lý các cái sự kiện không đồng bộ mà các cái miner không xử lý. Tất nhiên là các cái DApp này sẽ được hưởng lợi do là có cái phí giao dịch rất là thấp và cái thời gian diễn ra giao dịch thì gần như là ngay lập tức. Thứ hai thì sẽ là cái Lachesis Protocol. Cái giao thức Lachesis này thì sẽ duy trì cái sự đồng thuận trong cái mạng lưới. Và cuối cùng đó là Story Data. Các cái thông tin đã được diễn ra được quản lý độc lập ở trong các Story Data. Các cái transaction và smart contract thì được sự lưu trữ để theo dõi và quản lý ở trong chuỗi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần là cơ chế vận hành của Phantom. Phantom là một cái module và Lachesis đại diện cho một cái layer và sự đồng thuận của cái ngăn xếp công nghệ blockchain và có thể được cắm vào bất kỳ cái sổ cái phân tán nào. Lachesis thì hỗ trợ triển khai cái mạng chính Opera của Phantom và sử dụng máy ảo Ethereum, tức là EVM, và nó có cái tương thích với cả Ethereum. Module thì làm cho Phantom đặc biệt linh hoạt. Các cái nhà phát triển thì có thể chuyển các cái DApp ở trên Ethereum hiện có của họ lên cái mạng chính của Phantom Opera chỉ trong có vài phút và nâng cấp đáng kể cái hiệu suất cũng như là giảm cái chi phí. Ok, chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo nữa, đó chính là cái hệ sinh thái của Phantom. Ở đây trên màn hình thì mọi người có thể thấy được là cái hình ảnh về các cái dự án, các cái mảnh ghép ở trong hệ sinh thái của Phantom. Tuy nhiên thì để mà cập nhật một cách chính xác hơn và nhanh nhất ấy, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người qua cái website nhé, mọi người có thể theo dõi cái màn hình của mình.
Đầu tiên thì mọi người sẽ vào cái trang web là phantom.foundation như ở trên màn hình của mình đây. Đó, tiếp theo thì mọi người sẽ kéo xuống cái phần bên dưới một chút. Đây, đến cái phần này thì mọi người đã nhìn thấy những cái mảnh ghép ở trong hệ sinh thái rồi đúng không? Để mà rõ ràng hơn thì mọi người sẽ ấn vào đây, Explore own project. Đó, sẽ vào cái trang web này. Ok, ở trên này thì nó sẽ đưa ra rất là nhiều những cái dữ liệu của hệ sinh thái của Phantom. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy luôn đó là Total Value Locked. Hiện tại đó là khoảng 6,5 tỷ, đúng không ạ? Tiếp theo nó sẽ là cái tổng số lượng transaction là khoảng 234 triệu, đúng không ạ? Kéo xuống dưới nữa. Thì đây, mọi người có thể ấn trực tiếp vào cái phần rank này. Đó là cái bảng xếp hạng của các cái dự án ở trong hệ sinh thái của Phantom. Và đặc biệt là nó sẽ tính dựa trên cái số lượng Total Value Locked nhé. Đó, mọi người nhìn đây. Spooky này, Curb này, Guess Finance này, Scream này. Đó, kéo xuống dưới rất là nhiều, mọi người có thể click tiếp nhé. Tiếp theo thì đây đến cái phần RPC server này. Cái này là mọi người có thể copy vào cái ví MetaMask của mọi người để có thể cập nhật cái mạng của Phantom. Tiếp theo đến cái Partnership và Integration. Đây là những cái dự án mà họ đã partnership, kết nối cùng với cả sinh thái của Phantom. Chúng ta thấy được là có 25 dự án và trong đó có rất là nhiều những cái dự án cộng cán, ví dụ như Chainlink này về mạng Oracle, Band Protocol cũng là về mạng Oracle, hai dự án về The Graph và Covalent là làm về data và APY. Đó, ngoài ra thì mọi người có thể click tiếp nhé. Đấy, và phần cuối cùng project, đây mọi người sẽ, đây là cái phần mà tất cả những cái dự án của hệ sinh thái Phantom và từng mảnh ghép luôn. Đó, nó cũng dựa trên cái số lượng total value lock mọi người có thể theo dõi. Đây, ví dụ như các mảnh ghép về DeFi này, trong cái DeFi này thì bao gồm rất là nhiều những cái mảnh ghép khác, ví dụ DEX, Stablecoin, Staking, Swap, Trading, Wallet, đúng không ạ? Rất nhiều, Lending, meme rồi. Kéo xuống dưới thì có những cái khác nữa, ví dụ như Platform này, Data này, đúng không? NFT này, đó, Marketplace này, Oracle, rất nhiều. Thì đây mọi người sẽ có thể vào trực tiếp cái trang web này để theo dõi được những cái mảnh ghép ở trong hệ sinh thái của Phantom. Đó, và chúng ta có thể theo dõi nhá. Đó là về cái phần ở trên trang website của họ. Tiếp theo thì mình sẽ nói qua một chút về cái hệ sinh thái của Phantom so với cả hệ sinh thái khác. Như thường lệ mình vẫn vào cái trang DeFi Llama và vào cái phần trên này. Ok, kéo xuống dưới. Chúng ta thấy được rằng là trong top 10 thì Phantom hiện đang đứng ở top 6. Đó, và với cái lượng total value lock là 6,5 tỷ đô. Đấy, mình sẽ click vào rõ hơn cho mọi người thấy. Ok, kéo xuống dưới một chút, mọi người thấy này. Ở đây thì mình đánh giá rất là cao về cái hệ sinh thái của Phantom, bởi vì là những cái mảnh ghép làm ở trong hệ sinh thái của họ, từ hệ sinh thái của họ phát triển ra ấy, những cái dự án native của họ thì nó đã có thể chiếm được những cái lượng tài sản chính ở trong hệ sinh thái này. Chúng ta có thể thấy được rằng là cái Swap là một cái sàn AMM. Đó, cái con cướp này thì nó gần như ở trên tất cả những hệ sinh thái rồi và nó cũng tương đối tốt ở trong hệ sinh thái của Phantom. Tiếp theo thì sẽ là cái Guest Finance này và cái Scream này, là hai cái mảnh ghép về lending. Đó, và đặc biệt ở trong thời gian vừa rồi mọi người thấy được rằng là Andre Conze họ đã làm ra được một trong những cái cơ chế rất là hay, đó là VI 3.3, vào trong hai cái nền tảng đó là Solidly này và Solidex. Mình sẽ vào kỹ hơn để cho mọi người thấy được. Đó, thì nói sơ qua một chút thì hai cái dự án này ấy, thì được Andre Conze họ làm ra một cái cơ chế rất là tốt để giúp cho những cái việc mà chúng ta có thể swap, và đặc biệt là tối ưu hóa cho cái người cung cấp thanh khoản. Đó, thì mình nói sơ qua là như vậy, mọi người có thể hiểu. Và đặc biệt là nhìn qua về cái số lượng total value lock, mọi người thấy này, cái lượng total value lock tăng trưởng rất là nhanh và chỉ có trong vài ngày thôi đã lên được cái mức là 2,3 tỷ, đúng không ạ? Kể cả cái dự án về Solidex này cũng vậy, đã lên được cái thời điểm đỉnh cao của nó là gần 2,3 tỷ cũng như vậy. Xong đó thì trong cái thời gian vừa rồi thì nó đã có cái sự sụt giảm. Và cộng theo với cái sự rời bỏ của Andre Conze thì cái hệ sinh thái Phantom nó đã có một cái pha tương đối là linh đênh. Và rất nhiều những cái đồng coin trong hệ sinh thái này đó có sự giảm sút. Đặc biệt là mọi người thấy ở thời điểm hiện tại thì nó đã đi vào cái giai đoạn là bão hòa và đi ngang. Nhưng mà tuy nhiên thì hệ sinh thái Phantom mình đánh giá là họ đã có đủ những cái mảnh ghép cũng như là đã từng nhận được hai cái dòng tiền. Mình đánh giá ở đây là có một đợt là vào khoảng tầm tháng 11 năm 2021 và đợt thứ hai đó chính là khoảng tầm cuối tháng 1. Thì đây là hai cái đợt mà họ đã nhận được cái dòng tiền rất là tốt và thậm chí là lên được cái mức total value lock là 12 tỷ, gần 13 tỷ, rất là tốt. Tuy nhiên thì sau khi cái thời điểm mà ra được cái cơ chế VI 3.3 của Andre Conze thì họ cũng đã có cái sự chao đảo ở trong hệ sinh thái này.
Đó là về cái mặt tổng quan hệ sinh thái của Phantom. Ok, chúng ta sẽ tiếp theo nhé. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với phần thông tin của token Phantom. Mọi người chắc quá quen thuộc rồi. Token name là Phantom, mã là FTM, blockchain là Ethereum, token standard ERC20, contract mọi người copy ở đây nhé, token Thai Authority. Tổng cung của dự án này đó là khoảng 3 tỷ 175 triệu. Và hiện tại cái số lượng cung lưu thông nó là khoảng 2 tỷ rưỡi. Đó, token sale thì đã có 2 đợt gọi vốn vào năm 2021 rất là to. Và là khoảng 27 tháng 4 là Hyperchain đã đầu tư 15 triệu. Và vào tháng 2 năm 2021 thì Alameda Research họ đã đầu tư 35 triệu vào Phantom. Cùng với đó là sẽ trở thành cái validator node ở trong mạng lưới của Phantom. Ok, nhìn sang bên tay phải đó là cái phân bổ token của Phantom thì 40% dành cho token sale, 15% dành cho Phantom team và founder, đội ngũ phát triển dự án ấy. 15% sẽ thành cho cố vấn cũng như những người phát triển cùng với họ. Và 30% cuối cùng sẽ dành cho market development, sự phát triển cho thị trường. Thì với cái phần phân bổ token mình nghĩ là không có cái gì chúng ta phải bàn cãi cả, tương đối hợp lý rồi. Tiếp theo đến cái lợi ích khi mà sử dụng cái đồng token Phantom. Đầu tiên thì sẽ là trả phí giao dịch transaction fee ở trên mạng lưới của blockchain của Phantom. Thứ hai sẽ là stake FTM để trở thành các validator node để xử lý các cái giao dịch ở trên mạng lưới và nhận với phí giao dịch. Thứ ba đó là quản trị mạng lưới của Phantom và cuối cùng đó là tiền tệ thanh toán cho các cái hệ thống payment. Ok, chúng ta đến với tiếp tục là phần đội ngũ của Phantom. Sẽ có 5 nhân vật. Ở đây đầu tiên đó chính là CEO và CIO Michael Kong. CTO là giám đốc công nghệ là Quân Nguyễn, một người đến từ Việt Nam. Tiếp theo là giám đốc David Richardson. Và tiếp theo nữa là giám đốc và đội ngũ của phát triển ở châu Á đó là Simon Haycock. Và CMO là giám đốc marketing là Simon Popossi. Chúng ta sẽ đến với nhân vật đầu tiên kỹ hơn một chút nhá. Đó chính là Michael Kong, CEO. Trước đó thì ông đã từng là giám đốc công nghệ tại các cái đơn vị như là Digital Currency Holding này, MyStake, IZCO, Freedom & Co. Ngoài ra thì ông còn là cố vấn của quỹ đầu tư Innoisi và là đồng sáng lập của Horizon. Ông có cái bằng cử nhân công nghệ thông tin và thương mại tại Đại học Sydney. Nhân vật thứ hai sẽ phải kể đến đó là Quân Nguyễn, CTO tại Phantom Foundation, một người đến từ Việt Nam với cái học vị là tiến sĩ. Ông có nhiều kinh nghiệm về R&D ở các cái tổ chức khác nhau. Trước khi mà tham gia Phantom Foundation ấy, thì ông đã từng làm việc tại IBM, Capital Market, CRC, Nasdaq hay là Twistra. Ông cùng với cả CEO Michael Kong cũng là những nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney và ông có cái bằng tiến sĩ đồ thị, bằng thạc sĩ về lập trình máy tính. Nhân vật thứ ba đó là David Richardson là giám đốc điều hành tại Phantom Foundation. Ngoài ra ông cũng hiện vẫn đang là giám đốc tại TCM Global Asset Management. Trước khi mà tham gia vào hai đơn vị trên thì ông đã từng là giám đốc điều hành và là CEO tại Mid Ocean Consulting, Mass Perrison và Bethmeda Trust Company. Ông đã tốt nghiệp trường đại học Northwestern. Nhân vật thứ tư đó là Samuel Hartkut là giám đốc phát triển kinh doanh của Phantom Foundation ở châu Á. Trước khi làm việc tại Phantom thì ông đã từng là giám đốc tại quỹ đầu tư Blackspace Capital và là CEO tại Blackspace Management. Ngoài ra thì ông còn từng làm việc tại Digital Currency Holding và lực lượng quốc phòng Úc. Ông có văn bằng kế hoạch tài chính và SMSF tại Viện Monash. Và nhân vật cuối cùng đó là Simon Popossi là giám đốc marketing tại Phantom. Trước khi làm việc ở Phantom ấy, thì ông đã từng là giám đốc tại Origin X Capital và Best Bucky Digital. Ngoài ra thì ông còn làm việc tại những cái đơn vị ví dụ như Growth Studio này, Impact Digital NY, Philip và Simon Popossi Studio. Ông có cái bằng văn hóa Ý, ngôn ngữ, văn học, nhân văn và triết học. Ok, về cái đội ngũ của Phantom thì ở đây chúng ta thấy được 5 nhân vật đều là những cái người mà đã có rất nhiều kinh nghiệm và đã từng làm ở những cái vị trí cấp cao trong rất nhiều những cái đơn vị nổi tiếng. Thì đó là những cái yếu tố rất là quan trọng có thể giúp cho Phantom có thể phát triển. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần cuối cùng, đó chính là backer của Phantom. Ở phần thông tin token thì chúng ta cũng đã thấy được có hai quỹ đã đầu tư vào Phantom vào trong năm 2021, đó là Alameda Research và Hyperchain. Đó, ngoài ra thì cũng có một vài những cái quỹ khác nữa. Ví dụ như là Signum Capital này, Cosmos Capital này. Đó thì ở cái phần backer các quỹ đầu tư đứng sau của Phantom thì mình đánh giá là thuộc về mặt ổn thôi. Cũng không có quá nhiều hội tụ những cái quỹ lớn. Đó, và đặc biệt cái điểm đặc biệt ở trong hệ sinh thái của Phantom ấy là mọi người có thể chú ý là rất nhiều những cái dự án ở trong đó thì thường là rất ít những cái quỹ đầu tư khủng tham gia vào.
đa số cái hệ sinh thái này mình thấy được rằng là họ dựa trên cái việc developer, những cái nhà phát triển họ rất là giỏi và họ có thể đưa ra những cái cơ chế rất hay. Một trong những ví dụ điển hình đó chính là Andre Conze, cái người làm nên cái nền móng của hệ sinh thái Phantom. Ok, thì đó là toàn bộ cái nội dung của cái hệ sinh thái cũng như là cái dự án Phantom này. Ở đây mình sẽ có những cái góc nhìn khách quan để trong thời gian tới liệu mọi người có nên tham gia vào cái hệ sinh thái này hay không. Thì với quan điểm cá nhân của mình nhá, thì thực sự thời điểm này thì mình không còn hứng thú với cái hệ sinh thái của Phantom nữa. Bởi vì là chúng ta thấy được trong thời gian vừa rồi thì Phantom họ đã có cái sự tăng trưởng và rất là mạnh rồi, cũng như là đã nhận được nguồn tiền. Cũng có được những cái trend xu hướng ví dụ như là VI 3.3. Tuy nhiên thì Andre Conze họ đã gần như là làm cho cái hệ sinh thái này có một cái cú sốc. Tất nhiên là mình đánh giá ở đây về cái cú sốc này cũng có cái mặt tích cực, khi mà một hệ sinh thái họ sẽ không thể dựa hoàn toàn vào một cái developer được. Và đây sẽ là một bước ngoặt, nếu mà Phantom có thể lật lại được và cố gắng phát triển tiếp cái hệ sinh thái này thì mình tin rằng họ sẽ còn phát triển dài hạn nữa trong tương lai. Nhưng tuy nhiên thời điểm hiện tại thì gần như là đã gần hết những cái xu hướng để cho có cái động lực để đẩy cái hệ sinh thái Phantom tiếp tục phát triển. Mọi người có thể lấy ví dụ như là Avalon này hay là BNB, thì hiện tại họ đang cố gắng để tạo ra những cái mạng con đúng không? Hay là BNB thì họ có cái xu hướng đến cả MetaFi, một cái xu hướng rất là lớn đúng không? Hay là Terra thì họ đang có những cái thông tin cố gắng để giữ được cái đồng UST của họ đúng không? Hay là ví dụ những hệ sinh thái mà chưa bùng nổ, chưa có nguồn tiền đi vào, ví dụ như Celo hay là Polkadot, thì họ chưa chạy xong cái parachain cũng như là những cái mảnh ghép họ chưa thực sự có thể nhận được nguồn tiền. Thì đấy là những cái cơ hội mà mình thấy được có thể là cơ sở rõ ràng hơn. Còn về FTM thì mình nghĩ rằng là cũng chưa thực sự hứng thú, và nếu mà trong thời gian tới có được những cái thông tin mà hấp dẫn hơn thì chúng ta tham gia vào, mình nghĩ cũng chưa muộn. Và đó là toàn bộ cái nhận định cá nhân của mình như là video ngày hôm nay. Nếu mà mọi người có những cái góc nhìn khác nữa có thể bình luận vào phía bên dưới video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau. Cuối cùng thì đừng quên cho mình xin một nút like cũng như là share video cho tất cả mọi người, subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của OTC Report và nhấn vào nút chuông khi mà bọn mình có những video mới mọi người có thể update được ngay. Và hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo.